Xin kính chào quý vị và quý bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh của Nghĩa Radio, kênh buôn bán âm thanh karaoke. Hôm nay thì bên mình về được một lô hàng vang số Theta. Hàng cực kỳ đẹp anh em nhé. Và cái mã sản phẩm này của Theta đó là một thương hiệu đình đám trên thị trường. Bởi vì cái dòng vang này thì nó có rất là ít và rất ít gặp anh em nhé. Cái vang này đó là vang Theta K3 cộng. Và cái con này chính là cái mã hàng Theta K3 cộng màu tím Huế anh em nhé. Hôm trước thì mình có về được một nửa lô. Thì lô này nó về nốt và có khoảng 30 con. 30 con là hết anh em nhé. Ở cái con Theta K3 cộng này thì nó được nâng cấp lên so với dòng Theta K3 thường, hoặc là K3A, hoặc là K3. Ở trong cái này nó là K3E anh em nhé. Trong cái phần mềm của nó thì em có thể chạy bằng cái phần mềm của con Theta K3E cũng được. Và cái phiên bản này thì nó rất là nhiều phiên bản. Ở đây tất cả hàng em nhập về đều là hàng đã được lựa chọn kỹ càng anh em nhé. Từ cái ruột gan bao nhiêu nguyên zin cho anh em luôn. Đấy, tí em sẽ soi kỹ hơn ruột gan cho anh em xem. Đến cái hình thức bên ngoài, phím các thứ. Cái lô này thì nó chưa kịp in sang tiếng Anh, mà cái làm là chỉ cái phần mềm, cái gọi là cái giao diện đấy, cái ROM của nó ấy, là hoàn toàn bằng tiếng Anh em nhé. Không phải là hàng tiếng Trung. Cho nên là sẽ rất dễ dùng cho anh em nào mà muốn vọc vạch hay là chỉnh cho anh em thoải mái luôn. Chỉnh theo cái sở thích cũng như là cái hiểu biết của anh em về vang số thì anh em có thể chỉnh theo ý, hay là theo cái bộ dàn, theo cái cấu hình loa nhà mình nó như nào thì anh em có thể chỉnh cho nó phù hợp nhất. Chứ còn bên em chỉnh là chỉnh theo một cách gọi là tất cả từ bao lâu nay em làm vang số thì chỉnh theo cái gọi là cơ bản và chung nhất. Nó sẽ hợp đến 80% so với cái bộ dàn nhà anh em. Còn nếu mà để hợp 100% thì cần phải chỉnh setup tại nhà, và tất cả những cái hàng là loa âm ly, loa đây nó phải đồng bộ thì mình mới có thể chỉnh được như thế nhé. Còn do cái hình thu phòng nữa cơ, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn về cái phần con vang số này thì là một trong những dòng vang số hay ở trên thị trường. Đấy, cho nên là nó rất chi là được anh em săn đón. Về mặt trước con vang này thì xin giới thiệu lại cho anh em nào chưa biết. Thì nó có ba cái cổng, ba cổng mic đằng trước này, 1, 2, 3. Phía bên dưới là có một cái nút chít áp hai cạnh để anh em có thể vặn, có thể to nhỏ từng mic một. Ở đây là một cái màn hình LCD hiển thị. Tiếp đến là những cái nút. Ba cái nút đầu tiên được đánh số từ 1, 2, 3, 4, chính là cái mod gọi nhanh của bốn cái chương trình mà được cài đặt sẵn ở bên mình. 1, 2, 3, 4. Lần lượt sẽ là echo, reverb, reverb và echo cộng thêm độ 4 là nghe nhạc cho anh em thoải mái nghe luôn. Và trong cái mod này thì sẽ có một cái mod nó phù hợp nhất với anh em, và anh em thích hát thể loại nào, echo hay reverb, hay là kết hợp cả echo và reverb đều đã được cài sẵn ở trên này. Còn những cái phím ở dưới này, chỉnh mic, chỉnh echo, chỉnh nhạc, chỉnh cổng min out, center và sub. Còn hai cái nút này là hai cái nút để mình lựa chọn khi mà mình cài đặt ở bên trong máy nhá. Còn ba cái nút này lần lượt là nút này là nút chỉnh nhạc này, nhạc, chỉnh mic và nút effect. Đấy, anh em có thể sử dụng thoải mái luôn. Và một cái mẹo nhỏ nữa cho anh em khi muốn biết nó là nút gì, mà anh em có một chiếc điện thoại smartphone có kết nối internet thì anh em có thể tải một cái phần mềm, đấy là phần Google dịch anh em nhé. Và nó có thể dịch trực tiếp cho anh em luôn ở trên mặt máy sang tiếng Anh luôn. Đây, hôm trước mình đã tải về và hướng dẫn cho anh em luôn. Đây là cái phần mềm đây. Nó là chữ dịch như này của Google anh em nhé. Phần mềm do Google nó ấy. Đây là em đang đặt là dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Anh em ấn vào cái máy ảnh này. Đấy. Thì anh em soi vào. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy chưa? Cái máy này nó đưa đến đâu thì nó sẽ dịch ra. Đây, ví dụ như em đưa cái camera đến chỗ cái phần cái nút này. Đấy, microphone. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, 1, 2 này. Music model. Cái này có nhiều cái quá thì nó bị loạn anh em nhé. Em sẽ dịch cho anh em xem này. Cái này nếu như mà anh em nào có thời gian về thì anh em có thể làm in được. Em với mình bận quá nên không có thời gian để in anh em nhé. Nhưng mà các cái model nó mình đã chuyển thành tiếng Anh hết rồi. Đây là một cái mẹo nhỏ cho anh em sử dụng thôi. Anh em sử dụng cho nó thuận tiện cho anh em. Và anh em muốn biết đây là nút gì mà không am hiểu tiếng Trung thì mình có thể sử dụng cái phần mềm này để dịch. Đây, ví dụ như là cái chữ trên cổng này nó có tên là
nó dịch ra là user program, nghĩa là các cái chương trình là cài đặt sẵn này. Nút số 1 đây là microphone này. Đấy. Module này, mic module này. Đấy, đây là nó dịch luôn anh em nhé. Đấy, còn ba cái đúng này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó sẽ dịch luôn cho anh em luôn. Effect này. Đấy, effect. Đấy, thấy chưa? Nút này là mic microphone. Đấy, nút này là nút volume này. Edit và music này. Đấy. Đó, nó rất tiện lợi cho anh em. Còn về phần đằng sau của con vang này thì nó sẽ đầy đủ các cái cổng ăn chơi kết nối cho anh em luôn. Gồm có từ bên trái sang là có một cái nút công tắc nguồn này. Một cái ổ cả đường nguồn điện vào. Nó là con này là chạy nguồn xung. Nên là điện của nó là điện giải rộng. Nó sẽ hoạt động ở cái điện thế là từ 90V đến 250V. Có một cái cổng kết nối máy tính dạng RS-232. Đây là hai cái cổng kết nối dạng cổng kỹ thuật số, đây là cổng quang và cổng SPDF, cổng cáp đồng trục nhá. Đấy, cổng kết nối này đã được đậy bằng cái núm nhựa này. Đấy. Còn tiếp theo đây là các cái đường vào, đường hình hoặc là cái đường ấy, thì còn cái đường này là cái đường nối dài mắt nhận khiển nhé. Cái đường hình thì anh em không quan tâm, cái đường này là chỉ dùng ở bên đấy, người ta sẽ truyền kênh, truyền cả hình cả tiếng luôn. Còn tiếp theo đây là 1, 2, 3, nó kẻ không đây. Đây chính là ba cái tín hiệu AV. 0, 1, 2, 3. Đấy. Còn hai cái đường này là hai đường ra anh em nhé. Hai đường ra. 4 đường ra tất cả. Đây. Đường ra này thì nó tương ứng với là cả cái đường surround trái, surround phải và đường jack ở đây. Đấy. Còn bên này thì đây là hai đường để anh em cắm xuống đẩy này. Đấy, cắm xuống đẩy nhé. Cắm sát lại hai cái cổng của mic này và cắm xuống đẩy. Còn đây là đường sub. Đây là đường sub để đưa ra sub cho anh em. Còn đây là hai đường mic 45. Đường mic này thì nó có độ nhạy nó kém hơn là ba đường trước nhé. Để cho nó có thể kết nối bàn mixer hoặc là có thể kết nối những cái mic không dây có độ nhạy cao ở đây đằng sau này. Đấy. Mặt phay nhôm màu tím Huế rất đẹp. Đấy, anh em nhìn xem. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái nội thất của cái con vang này. Đây chính là cái nội thất của em vang. Đó. Những cái con IC anh em nhìn này, những cái con IC cho anh em soi rõ đây. Đấy, tối một chút. Quay buổi tối như này anh em chịu khó nhìn một chút nhá. Những con IC ở trên lưng này nó đều bị xóa cái chỉ số đi, chỉ số IC. Tại vì cái hãng này nó muốn làm ra những con vang chất lượng như này, nó đảm bảo cái bản quyền, tránh copy lại cho nên là nó đã xóa những con IC quan trọng. Con này là con vi xử lý này, vi xử lý trung tâm này, CPU. Con này là con RAM, con này là cái con quản lý chương trình. Đấy, hai con này đều bị xóa chỉ số hết. Còn đây là một cái vỉ chống hú của nó cũng xóa chỉ số này. Con này chống hú rất tốt, có 5 mức chống hú cho anh em sử dụng. Còn nó tất cả những cái đường ra đằng sau này nó đều có IC kèm theo hết. Đây, những con là quan trọng như con này. Đấy, nó đều là xóa chỉ số nhé. Tất cả nhìn cái chất lượng linh kiện của nó là cực kỳ cao cấp anh em nhé. Đây, sử dụng toàn những loại trở nhỏ. Đấy, li ti như trên mạch của máy tính. Đấy. Còn đây phía này là phần nguồn. Đấy, phần nguồn con này nó nói là cực kỳ bền. Đấy, nguồn xung điện giải rộng từ 90 đến 240V để chạy tốt. Đây là nhìn từ phía mặt sau của con vang. Mên vỉ thì màu xanh tím than anh em nhé. Đấy. Chất lượng linh kiện của nó là rất tốt. Đây mình sơ qua cho anh em. Bây giờ mình sẽ mở thử. Đây là một con mình đã cắm lên. Ở cái giao diện này nó thể hiện toàn tiếng Anh nhé anh em nhé. Đây. Mình có thể ấn vào đây. Thì cái nút này chính là cái nút để nén tiếng nhé. Mà nút này để mix and changes. Nó hiện là mix and master nhé. Cái này giống như kiểu nâng tiếng ấy, nâng tiếng mic ấy. Đấy. Còn tiếp theo cái nút này là nút chống hú này. Ấn một cái là chống hú này. Ấn cái thứ hai nó vào cái tần số, cái giải của mic. Và cái thứ ba nó là equalizer. Đấy. Đấy, con này có là 10 equalizer của mic này. Đấy, tùy theo equal nào anh em có thể ấn nút bên trái bên phải là nút này. Đấy, anh em chỉnh ở đâu nó sẽ nháy ở đèn ở cái nút đấy nhá. Đấy, những nút đang nháy này có thể chỉnh này. Đấy, anh em có thể chỉnh qua lại. Đấy, chỉnh qua lại giữa các cái nút này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thể chỉnh tăng hoặc giảm bằng cái nút edit này, nút music này. Đấy, thì các cái chỉ số ở đây, chỉ số gain này nó sẽ thay đổi.
rất là dễ dàng cho anh em tùy chỉnh ở nhà. Ấn tiếp một lần nữa nó sẽ menu khác. Menu này là cho cái tiếng mic nổi nổi lên là khỏe, thường mình để 100 là nó sẽ khỏe hơn. Đây là cái chế độ mic max volume, có nghĩa là khi vặn max mic lên thì nó được bao nhiêu. Đây là mở mic cao nhất nhé. Đấy. Tùy từng cái nút ứng dụng một thì anh em bắn vào thì nó sẽ hiện tiếng Anh ở bên này cho anh em luôn, rất dễ. Nó không còn tiếng Trung nữa anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử một đoạn nhạc cho anh em đang kết nối. Em volume nhạc đây. Hello, hello, hello. 1, 2. Đang hát được chế độ 1 này em nhé. Đi chung. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tôi tiễn anh lên đường. Nhiều lắm mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim, mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Tôi đừng buồn nhé anh, chỉ nhớ tôi xin anh chớ buồn. Đời xin anh chớ buồn, người yêu anh còn to, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Từng trắng đêm qua hai đứa chúng mình chưa vơi hết tâm tư. Đây là mình hát đến một đoạn chuyển sang chế độ 2. Làm chỉ cần ấn một nút thôi. Lâu. Chế độ này là chế độ reverb anh em nhé. Lâu. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lên là chế độ reverb. Chế độ 3 cho anh em bằng cách ấn nút số 3 ở trên kia con vang này. Alo 1 2 2. Đây là chế độ ISO. Yêu thương anh xếp bút bông xanh đăng bình vào sương gió. Mùa xuân năm nào hai đứa ngắm
một kim hoa. Sơn nơi tôi mà hỏi ai có bao giờ. Thôi thế là thôi, là thế đó. Dĩ vãng là thơ, đem thơ về chép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi. Hiện tại anh mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Chế độ 4 gì vợ em nhé. Alo 5 6 7 1 2. Chế độ 4 thì mình cho cái từ vợt lên. 5 năm cách biệt, 5 năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi. Ngày biệt đi, chúng mình hai đứa ngắm hoa đào rơi. Qua một số chế độ karaoke đã được cài đặt sẵn ở bên mình. Còn giá của con này thì bên mình đang bán với giá là 2,5 triệu anh em nhé, bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào có nhu cầu về em này thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Audio của số điện thoại 0934573743. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau. Anh em nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những sản phẩm mới ở bên mình nhé. Xin chào anh em.